Em Tiến kính chào toàn thể quý vị các bác của anh em nha. Như vậy là trong ngày hôm nay em Tiến đã lên hai video clip. Thì là video trước video này thì em test cũng như giới thiệu về đôi loa Vua Boss 601 Series 3, nó đang nằm ở sau mà em mở cái căng đó kìa. Và cũng để một cái không gian trưng bày giống y như thế này thì các bác cũng đã nhắn cũng như là gọi điện cho em là test cho các bác nghe về đôi loa tai loi model 295A này để cho các bác thẩm âm. Và em cũng đã báo giá trên Zalo và cũng rất nhiều bác hỏi, thì các bác chỉ cần cho em test các bác nghe thôi là các bác chốt. Vậy đôi loa này không biết là nó thuộc về bác nào, thì em là một người bán hàng sản phẩm thì những đôi loa như này không có nhiều. Đấy, thật sự nói là mua đôi loa này, các bác mua của em xong các bác đặt tiền nữa cho chắc em đã dám nhận, bởi vì không có hàng đâu. Cho nên là các bác thông cảm cho em Tiến là một người bán hàng, thì ai là người chuyển tiền sớm nhất, điện cho em mà chuyển tiền sớm nhất thì sản phẩm sẽ thuộc về người ấy. Rất mong các bác, quý vị, các bác anh em chúng ta thông cảm cho em nhé. Video clip hôm nay sẽ là một bộ test nghe nhạc cực kỳ đẳng cấp các bác nha, cực kỳ đẳng cấp. Các bác phải lưu ý câu em nói là cực kỳ đẳng cấp, giá tiền nó không hề rẻ đâu. Còn đối với những người có thu nhập thấp thì nó sẽ thành cao, và đối với người thu nhập có cái thu nhập cao hoặc là có tiền ấy thì là vẫn chưa là cái gì. Thì thưa quý vị các bác cùng anh em, trong một bộ phối ghép clip hôm nay thì đối với dòng loa tai loi thì không nhất thiết là các bác cứ phải ghép với âm đi đèn. Tuy nhiên nếu các bác có âm đi đèn, các bác ghép vào nó thì cũng là một phương án quá là tuyệt vời, công mạo luôn, một phương án đứng đầu nếu mà nói là tai loi ghép âm đi đèn. Còn ngoài ra, dòng loa tai loi kể cả bát 40 hay bát 50 nó cực kỳ là dễ phối ghép, bởi vì dòng loa tai loi có độ nhạy cực kỳ cao các bác nhá, có độ nhạy cực kỳ cao, cho nên là dòng loa tai loi huyền thoại là luôn luôn dễ, cực kỳ là dễ phối ghép các bác nhá. Thì các phương án phối ghép thì các bác có thể phối ghép với những chiếc âm ni như là em Tiến đã từng ghép và có kinh nghiệm. Ví dụ anh em có âm ni đèn thì càng tốt, mà không nữa thì các anh em kiếm những dòng âm ni cổ của Mỹ là một này, hay là những dòng Lichman này, những dòng Marang này, đấy, những dòng Bühler kiểu cổ chút đấy. Đấy, thì anh em ghép vào rất là hay luôn các bác nhá, ghép vào rất là hay những dòng đó, những dòng âm ni Mỹ cổ các thứ các bác nhá. Rồi thì thưa quý vị các bác của anh em, cho bây giờ thì mời quý vị các bác các anh em chúng ta hãy cùng đến tham quan thân thùng đôi loa tai loi model 295A này các bác nhá. Hàng nguyên mộc nhá, không có mông má, không tu tắt xà ba, các bác thấy không một giọt sơn luôn anh em nhá. Đấy, nguyên mộc cho, và nó đẹp như này thì cực kỳ hiếm anh em nhá. Và đây là thông số của đôi loa tai loi. Dòng loa này dòng loa chữ ký các bác nhá, dòng loa chữ ký đây này, cái hàng giữa nó có chữ ký này của kỹ sư khi mà sản xuất ra đôi loa này. Số series là 295, trùng series với nhau nha. Trùng series với nhau nha, bên kia cũng 295 nha. Đôi loa tai loi model là 295A các bác nha. Nói chung là nó nhiều chữ lắm, nhưng mà em cứ đọc cái model của nó ở đây là 295A, dòng A các bác nha. Rồi, Marine Anh Quốc các bác nha. Và có trở kháng 8 ohm. Các bác nha, công suất trở kháng 8 ohm. Và tiếp theo đây thì đây là một cái e căng, cũng là một cái mặt tiền của đôi loa zin đẹp và cực kỳ đẹp. Đây là tem của loa đó. Bây giờ em mở e căng cho anh em. Đôi loa này thì nói về tuyến bát thì nó là quá là đỉnh luôn rồi anh em nha, nó quá đẹp, thật sự nó không thể chê vào đâu được. Một đôi loa tai loi nó đẹp đến mức độ này thì quá hiếm anh em nha. Thế này là lỗ thông hơi, và đây là một cái loa bát có đường kính, nếu mà tính cả cái bát này cũng không phải là 25 đâu anh em nhé. Nó đo mà nó gớm thịt như này, nó gang em gang 25 chuẩn như này mà còn thừa như này. Đấy, nếu mà tạm gọi thì anh em cũng có thể gọi bát 27 các bác nhá. Nếu mà còn người khác bán thì người ta đo tính đo từ cái biển ngoài này dán đến bên kia nó bát 30 đấy anh em nhé. Bát 30 thì đây là một dòng loa đồng trục ba đường tiếng các bác nhá. Lưu ý, đây là một dòng loa tai loi bát đồng trục ba đường tiếng
thì cái mid và cái tép nó được nằm ở trong cái rốn loa này các bác nhá, nó nằm cùng, nó là dòng loa tai loa thì đa phần là dùng đồng trục các bác nhá, ba đường tiếng nằm đây. Thì tại sao em lại nói câu là ba đường tiếng? Nếu như đôi loa nào mà là dòng loa hai đường tiếng thì chỉ có hỗ trợ một vi tinh chỉnh thôi anh em nhá, chỉ có hỗ trợ một vi tinh chỉnh thôi, còn dòng loa đã là ba cô phơ gọi là ba đường tiếng thì nó sẽ có hai vi tinh chỉnh để dành cho chỉnh mid và chỉnh tép các bác nhá. Đấy, chỉnh đây này. Đây trên là mid này, tép này, đây, tép này, mid này anh em nha. Rồi ok, đây, dòng loa ba đường tiếng đồng trục, một cái bát các bác thấy nhìn này, nó siêu đẹp, gần zin nha anh em nha, gần zin nha. Có rất nhiều đôi và đôi gần này đã bị thay nhưng mà đây của em tiến là gần zin đét luôn anh em nha, zin đét là đẹp, đôi loa này không động chạm một cái gì. Đấy. Giá của nó thì cũng rất hợp lý rồi anh em, không có đắt đâu. Nhiều khi anh em nhìn dòng loa Tenno anh em bảo đắt nhưng mà không phải. Đôi loa này là một đôi loa có cái mức giá trung bình, ai ai cũng thể sở hữu được các bác nhá, ai cũng thể sở hữu được. Chất âm của nó thì đẳng cấp rồi, trong tầm tiền thì không có đối thủ đâu anh em nhá. Đây dòng loa chữ ký này của kỹ sư khi mà sản xuất đôi loa này, người ta ký cái tên của họ vào đây. Và tiếp theo là Morena số series là 295 các bác nhá. Đấy. Ok, đôi loa một cặp loa về thì khi mà nhà máy sản xuất ra đôi loa này, hãng sản xuất đôi loa này thì và đến Việt Nam đến tay em Tiến lúc này nó vẫn còn nguyên zin nguyên cặp các bác nha, đi theo cặp với nhau. Ôi, quá đẹp này, cái căng không thể chê ở đâu được đâu anh em nhá, lành nặn không một chỗ bục nào cả. Đấy anh em này, cái bát này anh em nhìn bằng giấy nó đẹp chưa, bát bằng giấy nón vải anh em nhá, gần này gần nụa anh em nhá. Rồi ok, hai là server tinh chỉnh đây, đây em chỉnh như này cho nó đều bên kia này. À, bên kia thấy cũng chỉnh như vậy thì em gạt cái đề cầu cho nó chuẩn với nhau. Rồi. Và bây giờ đến phần báo giá cho đôi loa tai loi Model là 295A này. Đôi loa này em Tiến có giá bán là 18 triệu 600 các bác nha. Giá 18 triệu 600, giá không bao gồm cước ship. Và tiếp theo. Hôm nay thì em Tiến sẽ lại phối ghép với lại một chiếc ống đi đèn các bác nha. Một chiếc ống đi đèn. Thì giới thiệu về chiếc ống đi đèn này thì em có lẽ là để cái máy quay đây và em sẽ bỏ cái lồng ra để mà giới thiệu về cái bóng cho anh em. Em đã bỏ cái lồng ra rồi. Thì đối với con ống đi đèn TOD model là TRV 88SR. Đây là một con âm ni đèn đời cao cấp hết số của hãng này, của model này các bác nha. 88 thì có 88 trơn, 88S, 88E, 88R. Đấy, con này là con hết số, hết 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 cước sắc, tức là sướng, độ sướng của nó là hết cước sắc anh em nha. Thì các bác thấy nó sử dụng bốn bóng đèn công suất rất gấu và rất to. Đấy, bóng đèn bốn con bóng đèn KT88 này, các bác thấy thôi nha. Ôi rồi. Dòng này thì dòng chiêu đề nó đẳng cấp rồi anh em nhé, không giới thiệu nhiều về con đèn này nữa, anh em cũng thừa hiểu rồi. Thì đối với dòng con đèn này nó là hãng mới sản xuất ra, nó tầm khoảng trên chục năm cho nên là về đến Việt Nam lúc này nó còn mới đét là đẹp luôn, nó mới có thể ví von một câu là mới đẹp và thiếu hộp xốp thôi anh em nhé, mới đẹp thiếu hộp xốp thôi. Đấy. Thì con đi này công suất của nó, con đèn này công suất của nó 280 W hay là tám mấy W đấy. Đó, đó mà công đi đèn mà công suất này thì cũng quá gấu rồi. Anh em chơi GB, chơi tay loi bắt 50 vô tư thoải mái anh em nhá, đánh chỉ có cháy loa, đừng nói cháy ông đi. Các bác nha. Con này cực gấu và khỏe luôn. Thì có khiển nhá. Đối với các bác phải lưu ý là đối với dòng hết số nó có khiển. Các bác nha, con này con TOD model là TRV 88SR. Các bác này, âm ni model là TOD âm ni TOD model là TRV model TRV 88 SE xong rồi R các bác nhá. Đấy là chiếc điều khiển. Chiếc điều khiển này có ba cái nút để cho anh em sử dụng. Thì cái nút ở trên này nó là một cái nút để mà khóa hai cái nút dưới này. Đấy, mới đầu anh em sử dụng nhá thì anh em phải thao tác vào cái chữ nút trên đầu tiên, đó là mute. Vì anh em ấn vào đây thì anh em mới khiển được cái nút to nhỏ dưới này, nó chỉ có cái nút to nhỏ để khiển cái volume âm lượng này thôi anh em nhá, ngoài ra không có chức năng gì. Đó. Rất là tiện lợi các bác nhá.
cho anh em chúng ta khi ngồi xa anh em chúng ta khiển, và khi mà điều khiển anh em dùng điều khiển anh em chỉ nháy thôi nha, nháy điều khiển rất nhạy, nháy 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 này, nháy một cái một này. Thì chúng ta nhìn cái này này hoặc nghe tiếng là nó sẽ đến cái tầm nào chúng ta để thì thôi anh em nhé. Rồi thì thưa quý vị các bác của anh em, các bác muốn sở hữu con Omni COD này, chiếc Omni đèn này, thì em Tiến giao lưu với quý vị các bác các anh em chúng ta với một cái mức giá là 27 triệu 500 ngàn đồng các bác nha. 27 triệu 500 ngàn đồng một cái mức giá, các bác cứ thử tra mạng hay là tra các kênh khác bán, đố ai bán rẻ như em Tiến đấy. Và con này trên thị trường bán là tầm khoảng 29, nếu mà người nào bán rẻ nhất cũng phải là 29, không thì ngoài 30 nhá, ngoài 30 triệu nha. Đấy. Các bác nha, đây em bán là 27 triệu 500, giao lưu với anh em. Và đối với dòng đèn nhá thì anh em phải lưu ý như này này, khi mà chơi Omni đèn thì anh em phải cần biết nó là khi chúng ta chơi Omni đèn thì Omni đèn nó chỉ có một cái nút, đó là chỉnh volume to nhỏ lên để nghe nhạc thôi. Còn ngoài ra là không có chỉnh được bass tép hay nao nốt anh em nha. Lưu ý vấn đề này, nếu như con Omni đèn mà nó có cái nút chỉnh bass, chỉnh tép và nao nốt thì đó người ta gọi là Omni đèn nai bán dẫn các bác nha, Omni đèn nai bán dẫn. Chứ còn nếu mà đặt đèn, đặt Omni đèn nhé, kể cả con Omni đèn tiền tỷ đi chăng nữa cũng không bao giờ có nút chỉnh bass và chỉnh tép. Còn nếu như người mà chơi về nghiện đèn và là fan của chơi đèn thì người ta luôn luôn tìm những con Omni đèn kiểu như thế này người ta chơi các bác nha. Và đối với kinh nghiệm của anh Tiến thì đã có rất nhiều video em đã chia sẻ với quý vị các bác các anh em chúng ta, là anh em chúng ta không nên sử dụng những con Omni đèn bãi đã quá lâu năm các bác nha, đã quá lâu năm. Ví dụ như sản xuất vào những năm sáu mấy và những năm bảy mấy thì tới thời điểm này là các cái linh kiện của nó ở bên trong, các cái linh kiện ở bên trong nó chạy đã lóng và phồng rất nhiều, cho nên là các bác mua con Omni đó các bác sẽ phải chạy mất tiền oan rất là nhiều, bởi vì chơi và nó trục trặc lắm, nay nó ngon lành nhưng mai nó sôi ù xì. Và sửa Omni đèn thì các bác thôi, các bác biết rồi, thợ sửa rất là đắt và cũng rất ít thợ sửa, cho nên là các bác các anh em chúng ta lưu ý về điểm này. Còn đối với những dòng cao cấp này người ta chơi nó rất là bền vẫn bền bỉ, và khi nó hỏng thì cái linh kiện của nó cũng rất dễ sửa chữa anh em nhá. Anh em đấy là em truyền cho anh em một chút kinh nghiệm để cho anh em chơi Omni đèn. Còn tiếp theo trong video này thì nguồn phát em vừa mới về, đó là một chiếc đầu Pioneer Model PDR-D5, một chiếc đầu mặt vàng chanh để với chiếc Omni Sansui Model AU Alpha 607MR, mặt vàng chanh thì rất là hợp nhau đúng không ạ? Thì thưa quý vị các bác anh em chúng ta, chiếc đầu này em bán quá nhiều rồi và bán cực chạy hàng. Chiếc đầu Pioneer Model PDR-D5 chạy đĩa CD và kiêm giải mã đường quang, đường analog và đường cô xoan, không cần phải mồi các bác nhá. Trong video này em sẽ mở nhạc tiếc đĩa cũng như là mở nhạc mạng tiếc cho anh em. Chiếc đầu này có giá là, chiếc đầu này là chiếc đầu hàng đấu mạng anh em nhá, hàng đấu mạng từ bên siêu thị Nhật về. Đấy, thì là giá 3 triệu 6 em sẽ tặng các bác một dây quang trị giá là 250k, dây quang Nhật các bác nhá. Tiếp theo đó, dây nguồn em tặng các bác cũng là dây nguồn xịn, và tiếp theo đó nữa sẽ tặng các bác một sợi dây AV các bác nha, một sợi dây AV Nhật bãi. Đấy, 3 triệu 6 anh em nha. Bây giờ mời anh em chúng ta cùng lắng nghe. Làm xuống luôn anh em nha, nháy nháy thôi cho lên này. Gọi mùa thu lãng quên vào tiếng mưa.
vượt thêm cho dài ngày tháng không tên. Chiều mưa không có em, đường phố quên chưa lên đèn. Chiều mưa không có em, biết lấy ai chia hơn tôi. Trời mùa thu lắm mây, còn bước em đi quên về. Vòng tay ôm lẻ loi, cho mình còn mãi thương nhau. Chậm lặng người đi qua trên đường phố rét mướt, dấu chân chưa tìm về. Chút kỷ niệm ngày đầu, để từng mùa thu đến, xa đi không mang tin, nỡ quên đi đành sao. Kể từ em vắng xa, còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi tiếng yêu em. Bỏ đĩa CD ra. Các bác dùng con này thì các bác thao tác giải mã thì các bác phải bỏ đĩa CD ra nha. Rồi. Bỏ đĩa CD ra. Sau đó ở đây nó có cái chữ input này. Thì anh em ấn một phát thì nó sẽ ra tức là cô xoan. Ấn phát nữa ra AUX tức là đường jack điện thoại đấy. Và bấm phát nữa ra chữ OTP tức là Optical các bác nha. Và ra chữ Optical là giải mã đường quang. Thì lúc bây giờ các bác sẽ ấn chữ Recorder. Đấy, nó lên chữ số 48 và Monitor. Lúc bây giờ anh em sẽ thao tác bật TV. Giờ thao tác bật TV này. Đời trai chưa biết mọi
ngại gì sương gió đông này. Người ơi nếu hay rằng mình yêu, vai áo thôi bạc màu để yên vui lối xưa. Tình kia vừa nhen tim đôi lứa, xin hẹn một lời dù chỉ một lời.